Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chưa đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án đến từ AS nhận token WSB nhé. Đến từ AS WSB và Kawai Island. Để tham gia dự án này mọi người xóa link trên mô tả cho mình. Sau đấy mọi người sẽ làm các nhiệm vụ trên biểu mẫu glam.io này cho mình nhé. Dự án sẽ có phôi giải thưởng là 33.300 token token KWT. Ok, để tham gia dự án này thì mọi người sẽ vào link, rồi sau đấy mọi người sẽ làm kéo xuống cho mọi người sẽ làm các nhiệm vụ cho mình này. Đây là một kèo random mọi người nhé. Nhiệm vụ đầu tiên ở đây mọi người sẽ bấm đăng nhập cho mình nhé. Ở đây mọi người sẽ kết nối ví của mọi người này. Đây mọi người sẽ, khi mọi người bấm vào đây thì nó sẽ có giao diện như thế này. Đây mọi người sẽ bấm connect ví này, tức là mọi người sẽ kết nối địa chỉ ví MetaMask hoặc ví Trust Wallet của mọi người nhé, mạng BTC. Khi kết nối ví thì mọi người sẽ nhận được thêm một 4 cái NFT này nhé. Đấy, thì ở đây mình sẽ kết nối ví sau. Bây giờ mình sẽ làm các nhiệm vụ trước này Đầu tiên là follow Twitter cho mình. Ở đây mọi người bấm follow Twitter, bấm theo dõi cho mình. Ok, sau đấy quay trở lại, bấm vào continue. Rồi, tiếp tục join vào hai kênh Telegram cho mình. Ở đây bấm join vào kênh Telegram này, bấm join cho mình. Ok, quay trở lại, bấm continue. Rồi, tiếp tục join vào kênh group Telegram, bấm vào join vào. Ở đây mình bấm join này. Rồi, sau đấy tích vào tôi không phải là người máy nhá. Ở đây, tích cho tôi không phải người máy này. Ok, sau đó quay trở lại, bấm vào continue. Rồi, follow kênh Twitter này tiếp tục này. Mở kênh Twitter lên. Ok, địa chỉ ví. Ok, đến cái bước địa chỉ ví này thì mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví Binance Smart Chain ở trên ví Trust Wallet hoặc ví Smart nhé. Lưu ý là mọi người sẽ dùng cái địa chỉ ví mà mọi người liên kết ở đây nhé. Đây, mọi người sẽ kết nối ở đây nha. Đấy, mọi người khi kết nối ở đấy thì mọi người dùng địa chỉ ví nào thì mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ở đó nhé. Đây, mọi người sẽ kết nối địa chỉ ví, một là ví Trust Wallet, hai là ví BSC ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask này. Bấm vào đây, sau đây mọi người kết nối địa chỉ ví Binance Smart Chain. Đấy, bấm sao chép địa chỉ ví này cho mình. Ở đây mọi người sao chép địa chỉ ví này, sau đấy mọi người sẽ gửi địa chỉ ví vào đây cho mình. Bấm continue. Ok rồi, ở cái giao diện này thì mọi người cần phải liên kết ví xong nhá, sign up ở đây này. Đấy, sau khi sign up thì mọi người sẽ mở thêm hai cái app tab ở đây, nó sẽ bảo là mọi người sẽ mở thêm hai entry để mọi người mở khóa và làm thêm hai nhiệm vụ nữa nhá. Tức là một nhiệm vụ nữa là mọi người sẽ lấy link red, mọi người chia sẻ bạn bè người thân nhá, và một nhiệm vụ nữa thì mình cũng chưa biết bởi vì mình chưa bấm đăng nhập. Thì mọi người cứ bấm sign up đây cho mình nhá, kết nối địa chỉ ví này, bấm vào đây này, sau này sẽ giao diện như thế này. Đấy, rồi mọi người kết nối ví cho mình, để kết nối cái ví của mọi người nhá. Đấy, sau khi kết nối ví xong thì mọi người sẽ bấm continue và mọi người sẽ nhận được thêm một cái nhiệm vụ nữa là mọi người sẽ có link red, mọi người chia sẻ bạn bè người thân nhé. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn mọi người dự án ăn chia 33.300 token KWT. Cảm ơn mọi người xem video, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo.